Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh của mình nha. Trong năm tới giờ mới có được một clip review đó anh em ạ. À. Còn toàn bộ là viết thông báo nè, rồi video ngắn thôi. Hôm nay thì có một cái video review tiếp với một cái con game có tên là Devilmu. Và phiên bản này là của Season 4 nha. Nhìn vào màn hình thì các anh em biết là mình đang sở hữu và đang sử dụng một vị class đó là Magic Huyền Thoại. Thì ở con game Devilmu này, class Magic rất là quen thuộc với anh em, đi từ đầu của cái map tới cuối đầu của cái map luôn toàn là nhà máy phát điện, ở đâu mà ra thì ở đó là Magic tạo ra nha anh em. Thì các anh em cài bot nè, cài master thì toàn bộ các anh em dùng Magic cài nó sẽ rất là nhanh. Và trong khi đó là các anh em có thể là đi farm ngọc nè, farm ngọc thì mình đã farm được một số rồi đây. Chủ đề chính hôm nay thì mình vào trong đây mình review một cây đồ, và những anh em nào newbie chỉ cần trang bị đúng và đủ như gì thôi là có thể làm trải nghiệm tốt một con game nè, săn bot cũng được nè, và đi cài ngọc cũng được nè, và chạy master càng tốt nữa. Vì đây là sở hữu một cây đồ tầm trung thôi chứ không quá đắt đỏ. Lúc trước á, nếu mà sở hữu như gì á thì nó cực kỳ đắt đỏ, tại vì đắt nhất là chỉ có cái win này thôi, một cái win là BWB, còn gọi là một cái win là siêu cánh thiên thần. Có thêm một cái win đó là SR8 nha anh em, nhưng mà mình thấy SR8 nó hơi thô, còn siêu cánh thiên thần nó sẽ đẹp hơn. Vì ở đây mình sẽ review trước là cái win BBB là siêu cánh thiên thần. Ở đây là cho lực phòng thủ chúng ta là 129 nè, tăng sát thương thêm là 65, tại vì nó chỉ mát là cộng 13, nó chưa lên cộng 15 nha anh em. Xe sành nó ra cũng rất là lâu rồi, đồ thì nó cũng là custom quá luôn, nó sẽ lên cái dạng custom rồi nhưng mà nó chưa có cộng 15. Sát thương hấp thụ là nó sẽ 65%, tăng tốc độ di chuyển nè, và độ bền của nó thì còn khá là cao. Thì mấy cái đó là cũng không quan trọng lắm, quan trọng ở dưới là mình có một cái dòng nào giảm sát thương của đối thủ 15%. Đây là một cái dòng Harmony là mình đã có làm đâu đó một số clip về cái con game Devilmu này rồi. Thì anh em chỉ cần là khảm cái viên ngọc Harmony vào, và tiếp theo là mình dùng đá tinh luyện để nâng làm sao cho nó lên max cấp là 15. Điển hình như là mình có một cây gậy đây, tiếp theo là một cây gậy gồng. Cái gậy gồng của mình á thì nó sẽ có thêm một cái dòng là tỷ lệ loại bỏ SD. Thì đây là một cái dòng chính và quan trọng của một cái cây vũ khí khi mà các anh em đi BK. Còn đối với đi farm quái hay là đi kitbot gì nó cũng không có quan trọng, chỉ quan trọng là mình đi BWB, là mình đi BK thôi. Và cây này á thì chúng ta có thể là đi mua trên shop hoặc là đi săn bot nó đều gây ra. Anh em đi mua ở trên shop á thì mình sẽ có được những cái dòng phụ trợ mình kèm theo, như là mát dòng của S, hoặc là có hai dòng lúc. Còn mà mình đi săn bot á thì nó sẽ ra hên xui và gan đâm, thì cái đó là cũng tùy chọn theo anh em. Anh em có cái decon là cái dòng màu vàng này đây, thì anh em có thể là lên trên web shop các anh em mua. Những cái dòng thuộc tính may mắn thì nó sẽ y chang với nhau những cái món vũ khí khác thôi, quan trọng là cái lực tay của nó cao hay thấp, và anh em có khảm được một cái dòng là loại bỏ phòng thủ HD nè, hay là tăng giảm sát thương, cái đó là tùy theo anh em sở thích nha. Bên đây mình cũng có một cây gậy gồng ở gan gì đây, cũng là tỷ lệ loại bỏ HD 15%. Thì mình thấy nó đẹp thì mình mang lên cho MG. Viện MG nó mang hai cây này lên thì nó sẽ đi theo một cái bảo điện thì cực kỳ là phát điện luôn anh em, phát điện nó sáng cả bầu trời luôn nha. Tiếp theo là một cái set bóng ma, còn gọi là một cái set level 380. Nếu mà 380 ở những cái chế độ khác thì nó sẽ là hồng long, còn ở chế độ này thì nó sẽ là một cái set bóng ma. Nếu mà bóng ma ở bên chế độ của BC khác thì nó sẽ lên level là 400 chứ không phải là 380 nha anh em. Ở đây là mình có được cộng 9, chừ nữa mình sẽ cộng lên 13 cho nó. Ở đây là đồ của mình nó có hỗ trợ dòng S anh em à, chứ không phải không có đâu. Tiếp theo đây nó sẽ có hỗ trợ dòng S là phản hồi sát thương 5%. Các anh em thấy không, cũng là một cái quần bóng ma. Tiếp theo ở đây có một cái tay thì mình được là đâu đó là hai dòng S, một cái dòng HP và một cái dòng Gen, cộng 11, không có lúc phải, nó có lúc hết, đập cho nó dễ. Tiếp cuối cùng là một cái chăn Magic là không có mũ nha. Thì của mình là sẽ có tăng lượng HP 4% và một dòng socket. Nếu mà nó có hai dòng lúc và ba dòng socket thì nó sẽ đưa vô một cái siêu phẩm. Khi mà có socket rồi anh em có thể là khảm socket vô để mà mình nâng cấp nội công. Thì những cái cơ bản như vậy mình đã có làm và chia sẻ. Đặc biệt thì hôm nay mình cho anh em xem một bộ dây chuyền và nhẫn của mình. Khảm vô là hấp thụ sát thương hoàn hảo là 15% chứ không phải tăng nha. Tại vì mình có hai bộ nhẫn nhưng mà chỉ có một cộng dây chuyền thôi. Dây chuyền này nó sẽ cho chúng ta là hấp thụ sát thương lên 15% sát thương hoàn hảo. Còn đây nè,
tăng sát thương hoàn hảo lên cộng 15, thì hiện giờ những cái vật phẩm bây giờ nó đi theo một cái OPA mới, nó sẽ có giá cực kỳ. Lúc trước á, thì những cái OPA này nó sẽ là 2000 NE, hoặc là anh em thích cái dòng nào thì khảm vô dòng đấy tùy theo con nhân vật. Còn hiện giờ hot nhất bây giờ là chỉ có là tăng sát thương hoàn hảo hoặc là thấp thủ sát thương hoàn hảo cộng max level đó lên là 15, thì mình đã có ba ba món luôn, cộng 13 và phần trăm lên là 15, tăng sát thương hoàn hảo, tăng sát thương hoàn hảo. Còn trên đây là chỉ có là hấp thụ sát thương. Hấp thụ sát thương thì mình cũng có một cặp nữa đây. Ở đây mình cũng có một cái cặp gin, còn gọi là cặp nhẫn hấp thụ sát thương hoàn hảo 15%, và ở đây cũng vậy, hấp thụ sát thương hoàn hảo 15%. Ở đây là những ngọc mà mình đi farm, đi cài, đi cút đấy. Còn những cái dây chuyền này á, là dây chuyền đợi nó chưa có khảm, chừng nữa mình sẽ khảm vô cái dây chuyền này xem là nó ra được cái dòng gì và mình nâng cấp cho anh em xem lại. Mình đang cài nguyên liệu nha anh em. Ở đây là một cái bộ để anh em đi làm nhiệm vụ cấp 3 thôi. Còn đây là những cái bùa lúc Talisman, là những cái bùa này là bùa lúc nha anh em. Con game review mu xe sành 4 này nó đã ra rất là lâu, anh em chơi còn rất là tốt, buôn bán đồ rất là nhiều luôn. Anh em thích cái món nào và có thể mua món ấy, thì ngay thời điểm hiện tại giá đồ của nó cũng đang dần trở xuống vì socket 6 nó ra nó làm mưa làm gió, thì socket 3, socket 4, socket 5 thì nó đã hạ nhiệt rất nhiều, bây giờ chỉ còn hot là socket 6 thôi. Những anh em nào cài á thì người ta có thể là đi mua socket 3, socket 4, còn anh em nào mà máu chiến chút xíu thì người ta có thể là mua socket 5 để người ta đi cài cà lon, cài ngập cho nó khỏe. Anh em đi vô kit bãi là vô đói luôn, không ai kit lại, thì mình sẽ lên trên Vulcanus mình kit cho anh em xem. Ở trên PC thì các em chỉ có là cắm chuột thôi, nếu mà chơi qua giả lập thì chúng ta có thể là auto chuột được, còn nếu mà ở chơi trên thẳng PC á thì chỉ có cắm chuột thôi. À, và đây là một con ngựa ảo của mình, nó đi theo gạt mình cũng khá là lâu rồi nha anh em. Anh em mà gắn skill lên này, nếu mà nói về cái độ phát điện á, thì máy này không có tuổi đâu nè, mình sẽ phát kính cái màn hình cho anh em xem đấy, phát là kính màn hình luôn nha. Hiện tại mình đang cộng cái máy một cái móc đó là full super, là full anh ghi luôn, và NE mình chỉ cộng đâu đó tầm khoảng là 30k thôi, còn bao nhiêu là mình dồn hết vào trong phần anh ghi. Mình sẽ lên, mình sẽ show hàng cho anh em xem. Sức mạnh thì mình chỉ có là 2030, và nhanh nhẹn của mình là max cột luôn, nó không còn để dấu cộng hay sao là anh em không còn cộng được vô nữa. Và thể lực còn gọi là HP thì mình sẽ cộng vô là 1000, có dịp đi săn boss hay là đi quảng trường quỷ, đi view sơ sơ gì đó thì anh em có thể là có một cái lượng chống chịu khi mà mình đi cấp độ cao. Còn năng lượng 31.434, tại vì cái con MG này nó lợi thế hơn người ta, nó tới là 100 carbon, còn những con khác chỉ có là 80 90 carbon là dữ lắm rồi, con DL chỉ có 90 thôi, còn con MG này tới là 100 carbon nha. Vì sao? Vì nó đã mắc hết cái mũ rồi thì người ta bù qua cái lượng bon đang cho các em cộng vô thủ hoặc là cộng vô đam tuyệt đối để cho nó cao nhất có thể. Còn mình đó thì mình chỉ cộng vô nhanh nhẹn cho nhiều nhất có thể, đang mình kit trước người ta, mình kit trước người ta thì tương đương với là mình ăn đam cuối cái con boss, thì mình xác suất mình lụm ngọc nó sẽ nhiều hơn người khác, vì người ta đợi tầm khoảng 3 giây người ta mới ra được một chiêu, còn mình vừa ra quái là mình xuất chiêu, vừa ra quái là xuất chiêu rồi, thì cái mình kích boss hay là mình kích quái thì nó lẹ hơn người ta rất nhiều. Còn cái lượng quái trên đây á, thì nó cũng cực kỳ mỏng thôi, anh em trang bị đồ cùi thôi là lên trên đây farm quái cũng quanh hết rồi, tại vì không phải mà quánh còi nhây quái đi ra quánh ba bốn cái là nó mới chết, thì cái đó là không phải. Khi mà anh em đặt một cái tiêu đề chính của mình đi cài ngọc thì các em hãy nên là full nhanh nhẹn cho mình, bất kỳ con glass này cũng vậy, con sum, con rách quay, con DK, con gì cũng vậy, cứ full nhanh nhẹn cho mình. Tại cái đam chuẩn của mình không cần lên cao quá, tầm khoảng là 30k hoặc là 25k đảo lại là đam của mình có thể là one hit quái được. Mình dồn hết vào trong nhanh nhẹn, đợi có nhanh nhẹn tốt nhất mình lấy cái lượng thủ nhiều nhất, chủ yếu là mình lấy tốc nha anh em, chứ không phải mình full nhanh nhẹn là mình lấy thủ đâu, mình lấy tốc cho nó nhiều. Thì mình vừa chơi hứng thì mình vào mình chơi, còn không hứng thì mình bỏ đó, thì mình cài cũng được khá khá ngọc anh em, cũng chưa có vội bán. Chừng nào mình gom cho nó bán tầm khoảng là 500 600 decon gì đó hay bán, chứ không phải là vô có chút xíu rồi bán, chút xíu rồi bán đó, thì nó rất là chậm anh em ạ. À, vào trong đồ cho anh em chiêm ngưỡng lại nha. Ở đây nguyên cái của mình giá trị nhất là chỉ có một cái win thôi, siêu cánh thiên thần, còn toàn bộ là đồ lõm thôi. Cho nữa mình sẽ có một cái series đẩy review bên đây cho anh em xem những cái set đồ mà mình cài hoặc là mình đổi lên được. Và đây là một set đồ mà mình đã giao lưu với một anh ở bên là Lost Container, thì hai anh em giao lưu với nhau thì đổi qua đổi lại để có đồ mà để đi làm clip anh em, chứ không phải là mình mua lẻ từ món nha. Cái này là anh em giao lưu với mình cũng full cây, full cây qua lại thôi nha. Ở đây là mình còn thiếu cặp qua tay, cho nữa mình đi mua cặp qua tay cái E1 xem là nó sẽ như thế nào. Còn trước mắt mình sử dụng E1 trước nha anh em, cho nữa mình sẽ hỏi coi E1 cái giá bao nhiêu. Thì hiện tại cái DV bond của mình á thì chỉ còn có 30 thôi, mình còn cũng nhiều lắm anh em,
Nhưng mà mình vào trong đây mình tẩy điểm rồi mình xóa BK đồ các kiểu thì nó rất là tốn kém luôn. Anh em đăng ký cái số Gmail rồi đăng ký thêm một cái số điện thoại là anh em có thể là tẩy điểm không cần tốn. Còn mình bây giờ nó không cho đăng ký luôn rồi. Và mình không nhớ là mình đăng ký cái Gmail nào luôn. Nên mình không có đăng ký thêm được. Nên mỗi lần mà tẩy điểm lại á phải tốn là 500 DB. Nó rất là tốn kém, hoặc là BK một lát cũng xóa tội cũng là 500 DB. Rất là tốn kém nha. Mình thì không có thể cài reset được, mình chỉ là lấy decon rồi mình đi đổi ra cái tỷ giá cho DVBond thôi. Thì bây giờ anh em đang đổi DVBond với decon thì mình đang giao để mình đổi, mình kiếm một số DVBond đang mình sửa điểm cho mấy cái con kia, đang mình làm clip cho anh em xem. Thì mới đầu thì mình chỉ là review quảng cáo giới thiệu cho anh em biết, rồi từ từ mình mới đi BK nha. Nếu mà cầm cái set này đi BK bây giờ á thì không thể nào BK lại. Không BK lại cái set đồ 380 của người ta luôn, chứ nói gì là cái set đồ socket K3 hoặc K4. Tại vì 380 người ta có khảm cái dòng một cái dòng tím là cái dòng Guardian thì người ta sẽ tăng lên rất là nhiều. Hiện tại thì ở shop người ta có bán một cái set ảo gồng xanh và một cái set ảo gồng đỏ. Thì anh em thấy người ta gồng xanh gồng đỏ lại bắt nạt, nhưng ở trong đó toàn là K6 anh em. K5 mát pin, mát thủ, mát đam, hoặc là K6 mát pin, mát thủ, mát đam, các anh em khỏi vô đó cũng như là lấy trứng cho vô đá. Không phải người ta mặc gồng đỏ là các anh em có thể ban vô được đâu. Và đặc biệt thì cũng khá lâu rồi mình không về, thì mình về thì mình thấy người ta có lặn Win 4 luôn rồi anh em. Win 4 của ALL Class luôn, rất là đẹp, chỉ số nó lên rất là kinh khủng. Đây vào trong đây chỉ số của mình như vậy là cùi bắp, cùi chuối, kim, cùi mía, còn người ta lên mỗi một cột là 200% là anh em. Ở đây một cột của mình chỉ có 5% mà một cái Win 4 kia mỗi cột nó lên là 200%. Nó gấp lên bao nhiêu lần anh em? Nó gấp lên rất là nhiều, hầu như là mình thấy nó gấp lên là 200 lần luôn rồi, chứ không còn gì nói gì nữa. Tại vì cái này chỉ có 5% mà kia nó tới 200% lận. Thì cả như cái này thấy không? Từ một cái win tăng thủ, ví dụ như là những cái win custom của những cái event thì nó chỉ cho ra chỉ số là 5%, toàn bộ là 5% hết. Từ đó nhưng mà những cái win ba full, nhưng mà nó chỉ có là một cái lực phòng thủ nó khác nhau nha anh em, chứ nó không có giống phòng thủ nó sẽ khác nhau và cái lượng 5% nó sẽ giống nhau. Và mỗi một cái win thì nó sẽ có giá theo một cái core đó, đi mới ra thì nó mắc, đi dài thì 5 tháng thì nó sẽ rẻ. Nếu mà chơi cái con Magit thì các anh em chỉ farm và farm thôi, còn hôm mà đi BK thì các anh em nên đầu tư cho mình một con DL hoặc là một con DK. DK ở bên Dimu này là chân ái, DK nó BK rất là khỏe nha anh em. Còn đâu đó thấp thoáng thì cũng có DL BK nè, hoặc là Datwai người ta BK cũng rất khỏe nha. Quan trọng là cái túi tiền của anh em có thể là lên được socket cao hay không thôi. Còn nếu mà anh em vào trong đây trải nghiệm game hoặc là đi cài ngọc cho vui, hoặc là vào tìm hiểu con game cho vui, thì tốt nhất các anh em mua một set thằng tăng thủ. Set thằng tăng thủ là sao? Như ví dụ anh em chơi Rách Quay thì có thể là mua set thằng Legend, còn Magit thì chơi set Gaion, còn DK thì chơi set Heon hoặc là set Quýt, dân dân và may may. Thì các anh em mua full cái set thằng đó cộng 13 là các anh em vừa đi kit bot tốt nè, vừa đi farm ngọc tốt nè, thỉnh thoảng mình lôi ra mình BK cũng vẫn được. Nhưng mà BK với những người ngang đồ thôi, còn gặp đồ 380 thì nó khó, cũng chạy không nổi nha anh em. Và chốt lại đây là một set đồ mơ ước cho những anh em nào newbie thôi. Mình cũng nằm trong dạng newbie nên là cái set đồ này mình cũng mơ ước rất là lâu rồi, giờ mới đụng vô được nha. Nói gì nói cũng không phủ nhận được cái set bóng ma nè, kèm theo cái siêu cánh thiên thần và một cặp gậy gồng á, thì nó đã rơi vào trong quyền thoại rồi. Nó rất là đẹp, nhìn vô nó rất là hài hòa nha. Nếu mà được á thì cầm một cặp bá dương ca nữa, nhưng mà mình thích cặp cầm một cặp kiếm gồng hơn. Kiếm gồng thì nó sẽ hoài niệm hơn rất là nhiều nữa. Nhưng mà ở đây phiên bản này nó có nghịch lý chút xíu, hình như là nó không có kiếm gồng, nó chỉ có là bá vương kiếm. DK nó chỉ có mắc pin là cái cây kiếm quyền năng thôi, còn toàn bộ là lên đồ custom hết rồi, lên đồ core đe, đồ đề cao. Còn những anh em nào mà đam mê kiếm gồng như mình chắc là không có đâu anh em. Nhưng mà có ngọc bích nha, có quả long kiếm nữa, có kiếm phượng hoàng, hình như mình nhớ là không có kiếm gồng. Bây giờ có cập nhật kiếm gồng chưa thì mình chưa biết, còn gậy gồng thì có gậy gồng nè. Và đầu năm mới thì mình chúc anh em một năm là an khang thịnh vượng, bằng ăn phát tài phát lộc nhé. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nhé.